Xin chào các bạn quay trở lại với kênh video của Thêm Cái Máy. Tiếp theo các dòng sản phẩm về bình xịt điện, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về bình xịt điện Pagoda. Chiếc bình này có dung tích là 16 lít. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem chiếc bình này như thế nào nhé. Khi khui thùng ra, bên trong chúng ta sẽ thấy có một cờ xịt. Đây là thân máy. Dây xịt được nối trực tiếp với thân máy. Bên trong thùng máy ta có lọc rác. Sẽ hướng dẫn sử dụng. Adapter sạc bình ắc quy. Tay bó bằng nhựa. Bộ dây đai lưng. Một bộ test xịt. Bình xịt điện Pagoda 18 có dung tích bình chứa là 18 lít. Sử dụng ắc quy 12V 8Ah. Có áp suất từ 0.15 đến 1 MPa. Lưu lượng nước từ 1.5 đến 2.5 lít trên phút. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện để thành một chiếc bình xịt điện hoàn chỉnh. Đầu tiên, ta sẽ lắp dây xịt vào trong tay bóp và chặt lại để tránh vào rỉ nước. Tiếp đến, ta sẽ lắp cần xịt. Tiếp theo, ta sẽ lắp các vòi bé. Có 5 loại vòi bé cho các bạn sử dụng tùy theo mục đích sử dụng của các bạn. Ngoài ra thì ta sẽ có núm vặn điều chỉnh tốc độ phun của máy. Và một nhựa để giữ cần xịt. Tiếp theo ta sẽ lắp dây đeo lưng vào. Tương tự với chiếc dây còn lại. Bên hông của máy chúng ta có thể thấy có công tắc nguồn. Chúng ta khi phun chúng ta sẽ bật về công tắc on. Máy sẽ hoạt động và đèn báo điện sẽ hiện lên.
Đây là nút điều khiển tốc độ phun của máy. Chúng ta có thể mở to nhỏ tùy theo mục đích sử dụng. Phía trước ta có dắt để cắm sạc adapter. Như vậy là tôi đã giới thiệu xong cho các bạn bình xịt điện Pagoda 16D. Các dòng bình xịt điện của Pagoda có hai sự lựa chọn, đó là 16D và 18D, tương ứng với bình chứa 16 lít và 18 lít tùy thuộc theo nhu cầu của các bạn. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ đặt hàng theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Tổ Hòa, quận Tân Phú để xem trực tiếp sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bà con đừng quên nhấn nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và đồng thời nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải một video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.